109 hả? 1 tiếp khó luôn, lát lên rồi. Mày tưởng đặt đồ khác. 42 võ mạnh tiên. Sổ ơi, một cơn mưa các mừng. 38 Chelsea trường. 42 Lộc Nguyễn. Hết 42. Anh em thấy tôi có chỉ phải hack không? Chỉ còn 36, 38, 39, mà 43, 45. Mà tôi nghe nói thì mấy thằng nó bảo tôi là hack view. Hack view thì nó là Mai Hồng Anh. Bao nhiêu các mừng, chết thật. Van à, ok, sau này lại lên van tiếp đây thôi. Đây là mã K3 cho em. Van 1190 thôi. 43 Ngọc Thắng. Cảm ơn Thanh Tùng Lê nhá. 43 Đỗ Hồng Quân. Quá tuyệt vời em ơi, con này đi. 43 Đặng Phước An. Cực hay luôn. Căn bản là nó đi bật nhảy rất là tốt. 43 Vũ Quang Hưng. Một chắc chân. 45 Anh Đức Đinh. 45 Võ Minh Ngọc. Hết 45, chỉ còn 36, 38, một đôi 39 và hai đôi 43. Sau tuần này tôi lại lên hàng rẻ cho anh em bao tiền ạ? 43 Kiệt Tuấn Châu Lê. Anh ơi lên thấy gì 350 sửa thật thích gì. Ok. Con đấy thì hàng đẳng cấp rồi nhưng mà anh bán nó cũng rẻ nhất thị trường. Nguyễn Đăng Hưng. Anh em bay dây di sở tích có hàng sai nam luôn, đầy đủ luôn nhá. Hàng VIP nhất nhà anh luôn, nhận VIP nhất đêm nay luôn. 36 Liên Dương. Mọi người chia sẻ mạnh lên ạ, để chung sale cho anh em với giá vãi lộn luôn. Hết 39 luôn ạ. Tôi sắp một bán cho em rẻ một cách kinh khủng đấy. Nhưng mà anh em phải cho tôi lên 3.000 view đã, nhưng chưa được em ạ. Thế có chết không? Không được 3.000 view luôn, thế có chết không anh em ơi? 43 cho Milo Huda. Hết 43, chỉ còn 36 và 38 ạ. Ồ, hết sạch rồi à? Chỉ còn 36, 38 thôi anh em ạ, nhanh quá. Em dự bị cho chị nhá, nếu mà ai chứ không chết okay, okay. Để luôn cho người ở dưới. Qua mạng em ơi, bây giờ lên cho anh em đinh hàng dự bị thêm về dòng van nhá. 43. Dòng van này lên... Mấy cặp 1 đô 42. Van đi, lên van cho anh em. Úi dồi ôi, con này đẹp đấy nhở. Một đôi van, con này màu xanh than rồi, con này dễ phối đồ lắm này, con này đi mặc gì cũng được, công nhận con này ngon này. Con này mặc quần đen cũng được, quần xanh được, quần hồng được, và quần đéo cũng được. Con này ngon. Đế phải đế cao này nhá. Đường nét. May tinh xảo luôn, cực kỳ may tinh xảo luôn này. K338 bị đéo. Nó phải ngon này chứ, bao tiền ạ? À? 190.000 phá đảo thì giới ảo luôn. Phá đảo Việt Nam luôn ạ, à. Phá đảo toàn thế giới luôn. K338 Trâm Nguyễn. Mã của em nó là mã của em nó là gì ạ? D27 đúng không? Mã của nó là D27. Có size 38, duy nhất 6 đôi. Sale 6 đôi 38 ạ. Nhanh tay, nhanh tay, nhanh tay. Bao tiền ạ? 190.000 luôn. D27 cho tôi ạ. Van màu xanh than các bác. Nói chung là con này, cái dòng van này thì nó bình thường thôi. Nó không phải là quá tuyệt phẩm đúng không ạ? Nó dòng classic em đi thể thao này nọ đi. Đi kiểu chơi chạy buổi sáng bình thường thôi. D2738 Thái Minh Trúc Chân. Nó bình thường thôi, giá nó rất là hợp lý, 190 thôi. Nhưng mà nó dễ. Chỉ có 5 đôi ạ. Nó rất là dễ phối đồ. D2738 Nguyễn Sĩ Huyền, D2738 Lê Thanh Thủy. Cho Hồ Quang Dũng. Chỉ còn 2 đôi ạ. Chỉ còn 2 đôi, cuối cùng nhanh tay thì được. Cho Bùi Cao Phong. Còn 1 đôi duy nhất. Hàng VIP anh ơi, ok. Kim Mi. Kết thúc mã D27. Nếu mà hàng VIP thì chắc là phải lên con này. Xin giới thiệu anh em một đôi